Một phép tính rất là thú vị. Căn bậc 2 của 2 nhân 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 căn bậc 2 của 2 vân vân có vô hạn dấu căn. Ta có biểu thức đã cho được phân tích ra thành 2 mũ 1/2 nhân 2 mũ 1/4 nhân 2 mũ 1/8 nhân 2 mũ 1/16 nhân 2 mũ 1/32 vân vân bằng 2 mũ 1/2 cộng 1/4 cộng 1/8 cộng 1/16 cộng 1/32 cộng vân vân. Ở đây chúng ta có tổng S bằng 1/2 cộng 1/4 cộng 1/8 cộng 1/16 cộng 1/32 cộng vân vân là tổng của cấp số nhân UN với số hạng đầu là U1 bằng 1/2 và công bội Q bằng 1/2. Đây là cấp số nhân lùi vô hạn. Tổng này sẽ bằng U1 chia 1 trừ Q bằng 1/2 chia 1 trừ 1/2 bằng 1. Do đó biểu thức đã cho sẽ bằng 2 mũ 1 bằng 2. Xin mời các bạn hãy cùng thử sức với phép tính tương tự và comment đáp án trong phần bình luận.